Vinh, Vinh lão vô giùm con ơi con. Chú kêu hai dọa. Vinh nè. Đó, vậy đó mới được. Biết đây là nhà của ổng đó ha. Nhà của ông bà già ổng. À, ông quý vị. Vậy đó mà ông lết đi tới đi lui được hay cô? Xa lắm. Ừ, quý vị ơi người ta nè. Câu chuyện cô gái đẩy cha mình ra ngoài đường, cả xóm cô chú anh chị người ta lại coi vì sao con gái mà đẩy cha mình ra ngoài. Đây nè cả nhà, đây là một cái người cha ha. Thì người cha nè đang bị con gái mình đẩy ra ngoài đường. Thì cái câu chuyện như thế nào? Thanh Trúc mời cô chú anh chị để thêm theo dõi gõ một cái video để coi mà tại sao mà cô con gái mà đẩy cha mình ra ngoài nghe cả nhà. Thì mời cả nhà theo dõi video sẽ rõ hơn ạ. Bây giờ đường ở đi. Vậy đó hả? Vậy đó. Gái đi bắt tiêu rồi đừng sợ đó. Thôi gấp tự ái sao giờ gấp ai đâu đúng thôi. Ừ đúng rồi, tự ái già tự ái. Tự ái có khi nào không cho ăn cơm luôn rồi sao? Hả? Tự ái là không cho ăn cơm luôn đó. Chào quý vị khán giả. Quý vị nhiều. Ngày hôm nay á tại An Giang quý vị khán giả có một sự việc rất là đau lòng á vừa diễn ra, đó chính là một người cha bò lết ngoài đường quý vị khán giả. Con gái thì bỏ mặc. Hiện tại thì bà con đang ở đây rất là đông người quý vị khán giả. Bây giờ thì để hỏi thăm bà con quý vị khán giả. Cái sự việc thì như thế nào thì mời cô chú anh chị để theo dõi. Con chào cô nha. Cô ơi, mấy anh em con nghe tin á là sự việc nó vừa diễn ra như vậy đó. Cô có thể kể lại chi tiết sự việc á cho mấy anh em con được biết á là câu chuyện nó như thế nào không cô? Tại vì cái ngày đó cái ông Nghĩa ông chay tùm lum hết trơn hà. Cái nhỏ này nó mới la ổng. Là ông, ai la cô? Con gái ổng á nó mới la ổng. Con gái của chú mà la chú hả? Nói gì nè, ba ỉa mà ba không kêu ba chay tùm lum hết trơn thúi rồi làm sao tôi làm nổi. Đó, rồi ban đêm thì có hai đứa cháu nó thức nó quậy dữ lắm luôn. Rồi nó la ổng vậy, cái ông giận ổng la ổng đi, ổng bò ra ngoài xa cũng xa một đổi. Rồi ra đó cái nắng cái ông ỉa quá trời thúi luôn, ỉa ông gái tùm lum hết luôn. Tôi lại chứng kiến luôn. Nhưng mà người ta nói là bây giờ đem ổng cất cái nhà cho ổng. Rồi tôi mới trả lời là bây giờ cất cái nhà cho ổng thì được rồi. Nhưng mà vệ sinh là ai vệ sinh? Là bây giờ là chú đó ở đâu cô? Chú cái đó chú ở đây mà bò ra đường đó đây mà nè, bị ông, con gái la đó đây nè, đâu đâu chú dẫn cô dẫn con vô thăm đây chú nè. Mẹ quý vị là chú này đó hả? Dạ. là bị con gái la đó ha, la đó gõ bò ra đường đó chú ơi đó. Chú tới chừng 3 tiếng đồng hồ sau thì chú ơi cắm cửa xong rồi ẩm không vô nhà cũng vô sinh nhà gái đó. Con thấy hình như đâu là chú ở đây cũng lớn tuổi, chắc nói chung là cái ý chí nó cũng không có nhớ đầy đủ đâu. Ông, lúc quên lúc nhớ. Ông quên. Ông bị tai biến thành ra. Trời ơi trời ơi con ai đâu mà vậy, chắc có lẽ con theo con được biết á, những người già rất là khó tính. Khó tính. Cho nên là con thì không ai đâu mà bỏ đâu, mà nói chung là nghe hiểu lầm con gái tội nghiệp. Con gái của chú có gần ở đây không cô? Con gái của chú ở đây. Đâu đâu cô kêu con gái con hỏi thăm. Tại vì nó áp lực dữ lắm. Dạ dạ. Nhỏ này nó bị áp lực dữ lắm. Chị là con gái của chú ha. Dạ. Chị ngồi kế chú cho em hỏi thăm chút xíu chị. Rồi sao người ta nói chị đẩy con trai ra ngoài là sao? Chị nói là ba quậy quá, ba quậy quá con không có cho bà ở nữa, mà tự em đó cũng đi. Ông đúng đó đi chứ không có ai đuổi hết trơn á. Là chị rồi cái đó đi rồi hồi cũng ẩm vô nhà chứ có bỏ không đâu. Thì tôi cũng nuôi chứ ai đâu nuôi giờ. Giờ về đó ở đây không ai vậy. Nuôi thì lo cho ổng chứ không ai lo cho chú hết hả? Sao không lo, con chú người ta lo quá trời nè. Có thằng trai cái giò quá rồi. Ngoại, chị ơi. Là chú này là được mấy người con ngoài chị ra? Bốn người con trai nữa, là tôi nó là năm người, là tôi người vợ lớn. À, là coi như là cùng cha mà khác mẹ. Cùng cha mà khác mẹ. Dạ, rồi chị cho em hỏi thăm nè, rồi hàng ngày là chú sống như thế nào? Đó thì ổng không có tai biến thì ông bằng, ổng có tiền ổng sống. Còn giờ ổng tai biến rồi, ổng nằm bên bệnh viện đó, rồi tôi bảnh tôi rước ổng về. Tại vì không có tiền nằm viện nữa, rồi tôi bảnh tôi rước ổng về. Bây giờ 6 tháng rồi đâu có tiền ăn không? Ừ. Chị hỏi về 6 tháng đó, ông nói 6 tháng là ông nhớ đó. Chị hỏi chú giùm em coi chú còn tiền trong người không? Ông có tiền trong mình không? Đâu có tiền. Không có tiền ha. Rồi sao đối thường gái nói gái đẩy ra ngoài là sao? Rồi nói gái mượn tiền.
Có nói không? Có chú nói có nói không? Gái người ta thương chị vậy đâu mà nói. Hỏi con gái ông đẩy ông ra đường sao đâu, kể nghe coi. Chị hỏi thương. Con gái ông có đẩy ông ra đường không? Có không nuôi ông không? Có không, có con gái ông có đẩy ông ra đường không? Con dâu hả? Gái hả? Con gục rồi đẩy vậy. Ờ. Rồi sao chú ra đường vậy? Sao không ra đường hả? Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 65. Chú hai. Dạ cả nhà, thì tại vì chú ở đây á nghe nó hơi kém cho nên thành chút mới nói lớn nha cô chú anh chị. 65 hả chú? 65. Rồi nhiêu 65 hả? Ờ. Phải không? Con thấy chú như đâu có bảy mấy không? Giết luôn kìa. Cô là ổng như ta. Sao sáu? Sao sáu rồi nhà chú ở đâu? Nhà chú mà hôm bữa mà chú nói con gái đẩy ra ngoài á là ở đâu? Trên kia sai. Trên kia ha. Rồi sao mà bị gái đẩy ra đường? Rồi cũng bệnh của mình đó. Dạ. Có chịu á. Quậy quạ thì cái con gái cũ rồi. Để mà. Bậy khuyên ngoài hả? Thiệt không nghe. Nói bậy là cho mình đội đó. Con gái có gì không? Có ai chị cho chúc con đem vô rồi. Chúc đem vô hả? Chúc đem vô nha một. Có quậy không? Chú có quậy không? Bức khích cho mặt có chú quậy ha. Con ngủ không được. Rồi có đồ đạc có liệt tứ lung tung không? Không. Bạn gái thương mà tại sao mà nói con gái vậy? Là thường con gái có cho ăn cơm đầy đủ không? Cho tiền hả? Cho ăn cơm á, sáng có đút cơm cho ăn không? Cơm nữa hả? Dạ. Cho ăn đầy đủ. Đầy đủ ha. Một ngày hai bữa. Rồi có cho tiền xài không? Không thôi cho. Cho hả? Có đâu có tiền, nó bán cho chai đâu có tiền thì đâu cho xài. Rồi sao ở nhà không chịu rồi lết ra đường rồi? Con gái á, con gái có lớn tiếng với chú không? Nó vào đó là nó bực bội cũng được rồi đó, con cũng có la mà hơi tiếc. Vậy ha, rồi là chú dặn chú lết ra hay là con gái khiên ra? Lết ra không rồi chú ơi. Vậy hả? Ở đây bây giờ vậy chung tôi lên vô. Vậy là cái lỗi này là chú chứ không phải con gái chú đâu. Lỗi cho tôi tại tôi bực mà đó, đúng rồi thốt á. Sao chú đã hưởng gái chú là đẩy mình ra đường? Chú ơi, sao nè, ta đang quay. Tại tôi đó mới ginh ra ngoài đường đó đấy. Là thật sự là gái ginh hay là chú lết ra? Trên không, trên giường không chú Sao không được, cái này sao không được? Mình lết ra ngoài ra đường á. Lết ra đường hả chú? Là sao mà nói gái đẩy ra đường này kia đồ tội nghiệp. Gái người ta thương chú mà. Ta thương chú người ta lo chú chứ chú nói gái bỏ ngoài đường gì? Chú hỏi lu tu quá tôi mới nói lại. Còn nãy giờ có nói lu tu đâu. Con gái là sao? Bữa đó con gái là sao? Con gái chú hôm bữa la chú thì sao? Có la không? Có khi nào có cho có dặn quá không cho ăn cơm luôn không gái á? Có dặn có khi có bữa lâu rồi có được có bữa. Bữa một hả? Bữa đó là sao? Cởi cho con nghe coi gái làm sao. Khóc ngủ cái gì chú? Con gái á? Con gái chú có thương chú không? Con gái có thương không chú nói đi. Con gái đâu nuôi không vậy? Con gái hả? Có thương đúng không? Đi mất tiêu rồi. Có nuôi nha. Có nuôi ha. Rồi sao mà hôm bữa lý do sao mà chú nói là con gái mượn tiền này kia, chú có tiền để con gái mượn không? À. Chú nói cho con gái mượn tiền rồi mượn gì? Con thấy chú đâu có tiền đâu nó cho mượn. Sao? Chú hôm bữa đó là con gái là lớn tiếng không? Đó là cũng lớn tiếng. Lớn tiếng ha. Rồi dắt nói chú sao thấy buồn không? Buồn không chú? Chú kể cho con nghe coi. Hôm bữa con thấy chú nói con gái chú quá trời luôn mà bữa nay có bả đây sợ nè. Dạ. Con gái có thương chú không?
nó cũng đơn. Ừ. Rồi lý do làm sao mà nói con gái là đẩy ra đường? Thường ở nhà có đối xử tốt với chú không? Mỗi ngày được có cơm nước cho chú đầy đủ không? Cơm đầy đủ sáng tô, chiều tô. Vậy ha, vậy là tiêu chuẩn cao rồi đó. Rồi có nước nôi, cái nước cà phê gì không? Có khi nó mua trà đường cho uống. Còn gì nữa? Sao mà hôm bữa lý do sao mà tới tình trạng mà đẩy ra ngoài đường dữ vậy? Cái đó là con gái khiêng ra hả? Uống bệnh này á, nó mất gân trong mình. Dạ. Như lắm chú ơi. Dạ. Rồi sẵn ở đây nè, chú có là điều gì muốn nói không? Dặn lên rồi không có kể gì hết, cha có nhưng mà tự mình biết, mày tự mình kiểm tra mình thôi. Con thấy mấy ngày nay chú tắm chưa? Mấy ngày nay chú có tắm không? Tắm ngày hôm qua tắm rồi chứ. Qua tắm sáng này nữa gì hả? Hôm bữa sao nó bốc mùi dữ ạ? Hôm bữa sao nó bốc mùi dữ ạ? Hôm bữa không tắm mà. Tắm chứ. Tắm sao anh em ta lại ta nó bốc mùi? Vì mặc tả đó, tiểu trong sao lớn rồi còn mặc tả, người ta nó có trẻ em mới mặc tả mà. Mặc tả cái gì? Cắt rồi luôn cái hộp không? Trời 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 trời. À, nói là chị la chú rồi để chú ở ngoài đường nửa đêm nửa hôm gì chị? Không, giấc đó 2 giờ sáng rồi mà. Ừ, 2 giờ sáng ha. Cha ỉ không có kêu, rồi bận tả cha cõi ra cha chay. Rồi cái nói miễn cha không có kêu á cha quậy qua với bằng đêm á gõ cộc trên cái giường họp á ngủ không được. Ừ. Rồi chạy vợ chồng đi nằm ngủ không được. Ra nói cha quậy quá, cha đừng có ở đây nữa, cha đi đi. Rồi ông bò ra ông đi, ông bò ra ông đi. Rồi người ta sớm người ta thấy gì, người ta dâng bụng cho ông ngủ ở ngoài. Ở ngoài rồi sáng ẩm ông vô. Ừ. Chứ không phải bỏ ổng. Sáng ẩm ông vô nhà đó chứ đâu có bỏ ổng đâu. Nhưng mà từ 2 giờ tới sáng luôn là chú ra ngoài đường. Mà ra ngoài đường mà đốt cho mấy bà sớm là cũng như là ở sớm chờ mà không có người lạ. Đốt cho mũi vòng ổng á. Nhưng mà nói gì vậy? Vòng á. Cho ổng ngồi ở đó rồi dăng cái bụng đó cho ổng nằm. Rồi sáng rồi mới bả ẩm ổng vô nhà. Ừ. Nhưng mà chị cho em hỏi thăm nè. Ví dụ như mình biết á là chú á là bệnh giống như vậy nè, là cơ thể rất là khó chịu luôn. Cho nên là chú mới khó chịu á, rồi chú mới làm dùng dằn như vậy đó. Rồi sao chị không thông cảm mà chị còn lại lớn tiếng với cha tại mình? Tại chị áp lực quá, chị hai đứa cháu ngoại nè. Nhưng mà chị lớn tiếng như vậy là chú cũng buồn lắm mà. Thì ổng buồn đó, chứ thì tôi cũng nuôi ổng đó chứ giờ ai nuôi giờ, bỏ đâu giờ, ỉa đái một tay tôi không đó. Ừ. Ông ỉa ông chay tùm lum hết trơn á, ổng chay tên lên đầu giường hợp tùm lum hết trơn, rồi chà muốn chết luôn chú ơi. Ừ, nói chung là chị cũng có cái khó của chị, là chú cũng có cái khó của chú ha. Bực bội, cũng như là mình bằng biết rồi đó, mình bực bội. Là do là lúc đó là tâm trạng chị giống như là mệt quá, rồi cho nên nó khó chịu mới có cái lời nói với cha lớn tiếng như vậy thôi. Chứ thật sự ngày thường là chị có nói như vậy không? Không, thường ngày thường nói chuyện với ổng ngồi kế bên hai cha con ngồi nói chuyện. À, hai cha con là thương nhau. Nhưng mà tại vì bữa đó là do công việc nó áp lực quá. Rồi chị nửa đêm nửa hôm lúc mà 2 giờ mấy thì hai vợ chồng ngủ không có yên giấc. À, do chú làm lụp cụp với ha. Gõ, ông lấy cái tay ông gõ trên đầu giường hợp cực, sáng đêm ông không ngủ, bằng đêm ông không ngủ, bằng ngày ông ngủ, bằng đêm ông không ngủ. Ừ. Bữa nào cũng vậy chứ, không có bữa nào mà không ấy, bữa nào cũng cối tả chứ. À, cái nhà chị rộng không, sao không để cho chú ra phía sau cho nó... Cái nhà ở sao chật cứng mà, ở trước thì vậy đó chứ sao chật cứng mà. Giống như nó xa chỗ ngủ chị á, được không? Không có chỗ không? Không có thể nào được hết trơn.
Thì vậy cái người cũng quen thôi, đi mình chưa khó vậy đi chứ sao giờ. Ừ. Chứ đưa đem ông đâu giờ. Ừ. Rồi chú là ở ngoài đường là từ 2 giờ sáng cho tới sáng sớm luôn. Tới 6 giờ sáng ẩm không vô. Rồi sau lúc 2 giờ mấy, 2 giờ rưỡi, 3 giờ đó, sao chị với chồng chị không khiêng chú vô? Khiêng đâu có nổi, là bà khiêng có lên tôi nhà, tôi đâu khiêng nổi. Chị nói có đi, chồng chị ngủ chồng nữa mà. Chồng tôi đi xịt rồi, không có nhà. À. Sáng đêm có nên tôi à, có nên tôi với hai đứa chú ngoại à. Chồng tôi đi xịt sáng đêm. Nói chung sáng, là cái sự việc này là chị cũng không mong muốn là nó diễn ra, nhưng mà tại vì do áp lực quá, cái thời gian là chị chăm sóc cho cha chị như vậy là bao nhiêu năm rồi? Mới có 4-5 tháng nay à. Mới có 5-6 tháng thôi. Cho nên là chị chưa có quen với cái chuyện này ha. Chưa có quen. Cho nên là chị mà chị áp lực với chị mệt, với bú cổ nó hành đó, rồi chị ngủ không có được. Ờ em thấy chị có bú cổ. Bú mà bữa nay nó bự ra nè bánh chị. Ừ. Ngoài chị ra không có người nào thế vô cái vai trò của chị để chăm sóc cho chú được sao? Có ai đâu thế đâu. Con ở xa hết trơn rồi, có ai đâu thế quay không gầy đó, phải nuôi thì nó rước trong dễ nuôi rồi, nó đâu rước đâu. Còn một người con nữa hả? Bốn người con. Bốn người. Bốn người con trai có nên tôi gái hả? Mà bốn người con trai của chú đâu chú? Chú chị hỏi giùm em ơi. Bốn người con trai của chú đâu, sao không nuôi chú? Chú hỏi chị hỏi giùm em coi. Bốn người con trai của ba ở đâu mà không nuôi ba? Thằng trai hả? Bốn người con trai của ông đâu? Thằng trai đó ở Bình Dương á. Nó có vợ ngoài Bắc á. Bốn người lắm mà. Thằng ở Bình Dương có vợ ngoài Bắc, rồi thằng ở bốn người. Bốn người. Hai thằng nữa. Rồi ở với mẹ đó trên Lăng Gù á. Lúc mà còn thôi đó có 9 tuổi à. Thôi 9 tuổi, thôi dám là 9 tuổi. Là con ông không nuôi ông. À thôi 9 tuổi à, đâu giờ đó đâu nhận vậy nè. Giờ không có nhận nhìn. Chị hỏi giùm em coi, rồi con trai chú không nuôi chú buồn không? Con trai không có nuôi rồi không có buồn không? Ngày rồi còn mang thêm một cái căn bệnh trong người, đó là bệnh bú cổ yên vậy. Rồi còn giữ thêm hai đứa cháu ngoại nữa. Cho nên là cái áp lực đè nặng lên vai chị á, cho nên là chị chịu không nổi cái sự giống như là chăm sóc cho ông á. Tại vì lúc mà người chú này nè bệnh đó thì rất là khó chịu trong người, và có nhiều cái cách cư xử đó, nó không có làm cho người ta vừa ý đó. Cho nên là chị chịu áp lực quá, và suốt 5-6 tháng trời đó, chị cũng chưa quen với cái việc câu chuyện như vậy đó. Cho nên là chị không có tiếp xúc nổi đó, quý vị nhỉ? Rồi mới dẫn đến cái câu chuyện là la lớn tiếng với chú và để chú ngoài đường đó. Thì hy vọng rằng quý vị khán giả cũng thông cảm cho chị. Chị ơi, cái lúc mà để cha mình ngoài đường như vậy đó, rồi bà con người ta nói chị dữ không? Có ai đâu ngủ hết trơn rồi bà, tôi thức sáng đêm tôi đi ra đi vô, giờ mà không có ngủ được đâu. Sao nãy chị nói là bà con đốt nhang mũi rồi cho thì, chú? Thì có mấy ngự, trong cái nhà kế bên hà, có ngự hay ngự gì hà, rồi người ta đốt nhang mũi vòng vòng đó, người ta vô người ta ngủ, người ta đâu có ở đó được canh. Còn tôi đi ra đi vô, bây giờ bóng quá. Trời ơi, trời ơi. Giận thì nói vậy chứ, đâu có bỏ cha đâu. Rồi sáng rồi kêu chồng tôi ẩm nó vô đó, rồi hai con ngựa khiêng vô đó. Chị cho em hỏi thăm nè, chú nói sao chị không báo tin đó cho bốn người con trai của chú được biết? Lúc này á thì cộng đồng mạng mấy chú cũng quay lên rồi, mấy đứa em tôi nó cũng biết rồi, mà tại vì nó không lo chứ giờ sao giờ. Nó không lo thì tôi lo chứ, bỏ ai nuôi giờ. Phải nuôi rồi, nó rước không về rồi, nó đâu có ngàn, đâu có điện thoại, điện thoại gì đâu, có tới tôi gì nữa đâu. Chứ nó biết tôi ở đây sao không? Biết nhà luôn nữa, nó biết nhà. Là chú bị như vậy là trước khi mà chị rước về hay là... Ông nằm bên bệnh viện Long Xuyên á, rồi không có tiền rồi trốn viện vậy đó. Nhưng mà lúc đó ông còn đi đứng rồi được không chị? Không, ông bị liệt tay, liệt giò đó. Liệt tay, liệt chân là ở bên bệnh viện là cũng như vậy luôn. Bệnh viện vậy luôn đó. Có tiền đâu mà nằm viện, ổng không có bảo hiểm nè, rồi không có giấy chứng minh đó nè, rồi ta kêu đóng tiền rồi tiền đâu có, phải trốn về thôi. Là coi như là không có tiền đóng viện phí, không có tiền, rồi có trốn viện về. Trốn viện về. Rồi chị mới rước chú ha. Dạ.
cái lúc trốn là chú đi đâu được đâu, làm sao chú trốn được? Kêu xe cấp cứu từ thiện, người ta không lấy tiền rồi trốn vậy. Kêu xe cho kè về, người ta kè giùm. Là chị kêu hay là sao? Nhờ người ta kêu giùm. Nhưng mà chị nhờ ha? Nhờ người ta. Là rước cha mình về giùm ha? Là chú nằm trong bệnh viện lâu không chị? Bệnh viện ba bữa. Nằm mới có 3 bữa à. Rồi trước cái lúc nằm viện là chú bình thường à? Là người bình thường à? Cũng đi gan gì nè, tao biến đi gan gì luôn rồi. Bị tao biến rồi mới chở xuống bệnh viện Long Xuyên. À. Rồi trước đó là ai nuôi? Trước đó là ông ở đậu nhà của cô Năm. Với người em của ổng. Là em ổng nuôi. Em của ổng và cháu của ổng nuôi, ổng bằng tự ổng sống, ông bán cái số được. Còn cái ổng bệnh tai biến thì cháu ổng đưa xuống Long Xuyên. Rồi cháu ổng điện tôi qua kêu rước về. Đang nỉ rước về. Vào hoàn cảnh thì tôi khổ, tôi không có tiền. Tôi đi qua rồi bả cho tôi 500 ngàn nữa. Dạ. Yeah, cho tôi 500 ngàn nữa. Rồi thường rước cũng về đó. Rồi chị cho em hỏi thăm nè. Nghe nuôi chị kê lưng ra. À. Kê lưng để làm gì vậy chị? Kê lưng ổng dựa, ổng dựa vô đây nè, đau cái lưng không? Ngồi xích ga, ngồi xích ga đừng có dựa vô đau. Ngồi xích cái đây nè, lớp xích ga, ba lớp xích ga. Rồi. Có nghĩa là chị bây giờ á, lúc mà chú còn đi lại được á thì chú tự đi bán vé số nuôi lấy thân chú, không có làm phiền chị cũng không có làm phiền bốn người con trai kia. Nhưng mà thời gian gần đây á, thì chú mới bắt đầu là bị tai biến, rồi nửa người là không có hoạt động được, rồi chị mới là người lo cho chú. Ừ, coi như là nằm viện là trốn viện. Ông mẹ ở đây ông đâu có biết đâu. Ông mẹ ở đây ông đâu có biết đâu. Ừ. Như vậy hiện tại bây giờ nè, là chị đi làm lụm da chai như vậy đó, là một ngày kiếm được bao nhiêu tiền? 70 ngàn. Rồi chị lo cho hai đứa cháu ngoại, rồi con của chị đâu? Sao? Con tôi đi mặn rồi, mặn bấp bên, cũng như là có tiền thì nó gửi, không tiền thì thôi vậy đó. Rồi chị phải chịu nuôi hai đứa con cháu nhỏ nữa. Ừ. Rồi bây giờ còn phải lo cho ông lão nữa. Cái này chắc em nghĩ chị đi đâu có được đâu ha. Bây giờ chắc đâu có đi buôn bán gì được nữa hả chị? Không, không có đi buôn bán. Ở nhà đang chăm sóc cho chú suốt luôn. Ông Bỉa rồi, ông chay tùm lum hết trơn. Phải lo chổng chứ ông Bỉa. Chân sau dẹp dọn nổi. Ừ. Nói chung á, sau cái sự việc mà ngày hôm đó chị lỡ lời với cha mình như vậy đó, rồi chị có buồn không? Chị có giống như là ăn năn không? Có, chị cũng buồn. Xong mà chị nói với cha thì nói với mấy chú cộng đồng mạng á, có hỏi đó, nói chị lỡ gì rồi, chị cũng xin lỗi cộng đồng mạng rồi, chị lỡ lời vậy đó, đủ cha vậy đó, rồi giúp cha vô rồi. Ừ. Dằn lại được ha. Ừ. Thời gian này là chị quen chưa, quen với cái cách mà lo lắng chăm sóc cho chú chưa, thích nghi được chưa? Cũng như hàng ngày thì cũng cha ổng cũng quậy hoài vậy đó. Bình thường thôi. Rồi giờ quen chưa? Có hết bực bội chưa? Thì cũng lúc nóng thì cũng hơi bực bội, lúc nóng thì cũng cũng còn bực bội khó chịu nữa hả? Cũng nóng thì cũng bực bội, tại vì cũng, lúc ông quậy quay lên thì cũng bực bội. Ông thôi la thôi bực bội rồi bỏ, chứ không có phải mà như đuổi ông đi nữa. Em nói này là chị sẽ dễ chịu trong người liền. Chị cứ tưởng tượng như là cái lúc mà hồi nhỏ chị còn nhỏ đó, thì chị cũng đâu có biết gì đâu, thì cũng chay đồ này nọ kia giống chú vậy đó. Giống chú hiện tại giờ nè, thì chú cũng chịu khó, chú lao chùi rồi chú này nọ kia. Nói chung là người cha mình đã chịu đựng được mình suốt một khoảng thời gian đó, thì bây giờ mình cũng cố gắng mình chịu đựng lại, giống như là trả lại chữ hiếu cho cha mình đi. Là chị thấy như vậy là chị thấy nhẹ nhàng liền à, là nó hết khó chịu liền à. Như vậy là chị làm được không? Nói chung á, còn á, thì chị cứ lo đi, chứ mà thí dụ mất rồi cũng chị cũng đâu có còn nữa đâu chị lo. Ừ, nếu mà cái chuyện nó diễn biến xấu nữa đó thì chị muốn lo cũng không được đâu. Đúng rồi. Bây giờ, muốn đút một muỗng cơm cũng không được đâu. Có người khó, người ta muốn lo cho cha người ta mà không có để lo đâu. Ừ. Chị hỏi giùm em chú á, chị hỏi giùm em chú là con gái ông tốt không? Con gái ông có tốt không? Con gái mới tốt mới được ở đó 2 tháng 2. Bây giờ thì gặp mặt thì nói tốt, nhưng mà đi rồi thì nó đẩy tôi ra đường.
Hôm bữa ông nói đẩy không mà tốt đuổi tôi đi rồi. Tốt đuổi tôi đi. Hôm bữa đuổi đó. Nói chị nói. Hôm bữa con có đuổi ông không? Tại không ai đó quậy quá quậy nó ra. Vậy là tại chú ha. Tại tôi. Chứ không phải tại con gái. Kinh kinh lão vô giùm con ơi. Kinh nè. Vậy đó mới được. Biết đây là nhà của ổng đó ha. Nhà của bà già ổng. Quý vị. Vậy đó mà ông lết đi tới đi lui được hay cô? Xa lắm. Quý vị ơi, người ta nè. Là con nhỏ này nó ở với bà nội hồi lúc 2 tháng. Kìa, ổng bà nội già nhưng mà nuôi kìa, ổng làm gì kìa, ông lăn ha, ông lăn chú ngồi gì được không, thôi cho ông nằm đi, ông ngồi mệt đúng không, thiền ơi, thiền cái gì chị ơi, thì thường á, cô chú người ta nói á, chị tại sao mà chị bỏ cha chị vậy, thì theo những cái lời đó là chị suy nghĩ sao? Chị không, chị áp lực quá, chị không có tiền chị bực bội chứ chị không có bỏ cha. Cũng như là chị không có mặn gì cả tiền, chỉ lo hai đứa cháu ngoại, chỉ lo ông bà nữa, không có mặn gì cả tiền, chị bực bội chứ chị không có đuổi cha. Sao hôm bữa nghe nói là cha chị người ta mướn chị để lo cho cha chị mà chị không chịu là lý do làm sao? Đâu có, chị nuôi với vợ mới. Cái hôm bữa mà em có quay lên một, có mấy anh em quay cái clip là nói là chị lo cho ổng đi, tao mướn cho chị lụm mũ mấy trăm ngàn đó, chị không chịu là sao? Chị không chịu, chị nói là chị lo, chị mới thiếu một ngày một bà, lo nghĩ đẩy lụm mũ lo cho cha. Đúng rồi. Thì bữa đó thì tôi cũng có nghe là nghỉ ngày tôi lo cho ổng đó, chứ không phải mà... Thôi chị mình nói, đừng nói tao. Là nói chung là người ta nói chị là đẩy cha mình ra ngoài đường, chứ lại là không lo, chứ lại là mình mẩy của ổng không tắm rửa gì hết. Những cái lời đó là người ta nói chị là biết bao nhiêu, chị nghe không? Thấy chưa? Đó kìa. Dạ. Vô coi kiếm điện cái quạt coi với ổng ha. Không có điện, không có điện. Nhà cấp cầu dao rồi, không có điện, không có điện. Chị, bây giờ lại là theo mà người ta nói chị vậy rồi chị suy nghĩ sao, những cái lời bà con người ta nói là chị là không thương cha, đẩy cha mình ra, không lo gì hết. Không, tôi không có đẩy, tôi không có đuổi cha gì hết á. Tôi ở đó không có xin lỗi mình bằng mảng hết trơn rồi, không đẩy cha. Đuổi cha lớp ra. Chị Hồng á, tôi nói với chú á, tôi mặn, tôi mệt, tôi bực bội ho chút xíu vậy thôi. Chứ tôi không có bỏ cha tôi, cha tôi đi nuôi chứ tôi không bỏ. Mà gắn kết tôi không tiền, tôi bực bội vậy thôi. Chị theo chị lụm đồ mũ là ngày nhiêu? Ngày 70 ngàn. Lụm hay là chị mua? Chị đi mua. Mua lời 70-80. Rồi gia đình chị có bao nhiêu người con? Con đứa một à. Rồi chồng chị có làm phụ giúp chị gì không? Chồng chị đi soi bằng đêm mà có bữa có bữa không. Chị cũng bấp bênh đó ha. Rồi hai đứa cho nuôi, hai đứa cho ngoại. Như vậy đó, rồi ông chồng thì sống chung với chị với cha vợ đó, rồi có khi nào ổng có bực bội không chị? Không, ổng không nói gì chứ. Ông cũng hiền quá ha. Và chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay thì 47 tuổi rồi. Em thấy như chồng chị lớn tuổi gì hơi nhiều đúng không? 52 cũng. Vậy là cái kinh tế sinh hoạt đồ là cái đồng tiền là do chị hết hay sao? Chị là cái người lo. Rồi thí dụ tả là hồi cấp thì bây giờ thì có anh em người ta giúp tả, còn cái cấp trước đó thì chị có mua tả không? Có, cấp trước chị lo, chị mua tả rồi hàng ngày cha ăn xếp sáng nữa, rồi ăn giúp trưa nữa, rồi lo cho ổng ăn giúp trưa nữa. Ổng buồn miệng đó, không có gì ổng ăn, phải mua cho ổng ăn. Ổng giờ em thấy như đâu ổng nhớ trước quên sau, lum quên trước quên sau hết. Ổng lúc này lúc gì lúc khác. Chứ lại chị cũng đặng buồn ổng, tại vì người lớn tuổi mà mình... Không, chị không có buồn. Có khi hai cha con ngồi nói chuyện hoài gì, chị cũng buồn cha. Mà chị lo cho ổng, nhiều khi ổng, cái này ổng biết rồi, cái này ổng kêu. Cái này ổng đi vệ sinh cũng kêu, ỉa ổng kêu, đái ổng cũng kêu, ổng không có chay gì một lần nữa. Một lần ổng chay tùm lum chứ, ổng chay chổng, giường hộp gì đầy hết trơn. Chiếu bọng gì đó, mắt đốt hơn chẳng có ra. Và cái câu chuyện người ta nói là cha đẩy con, mà thật sự đó là nghe phải nghe kỹ cái câu chuyện mới được cô chú anh chị.
ở đây thì mọi người chắc có lên những mấy cái clip chắc người ta nói chị cũng nhiều đúng không? Người ta nói như chị thế này thế kia chắc chị cũng có nghe hết hả? Nghe mà, nhưng mà người ta nghe một phía thôi chứ chưa được hai phía, sau này nó cũng nghe lại, nó cũng thông cảm, nó cũng thương tôi. Đúng rồi. Mà hôm bữa đó là ổng nói chị khiêng ổng bỏ ra ngoài. Chị đâu có khiêng. Ổng nói kìa, ổng hồi nãy ổng nói đó. Chị đâu có khiêng. Yeah. Chị dặn thì chị nói cha đi đâu cho đi, thì tự cha lớp ra chứ chị đâu có khiêng, chị đâu có khiêng nổi đâu. Hai ba người khiêng còn muốn không nổi sao chị khiêng lên được. Ổng ở ngoài là bao lâu chị? Ổng ở ngoài chừng 2-3 tiếng đồng hồ à, ổng vô rồi. Hôm bữa thì sao mà lý do thì sao không ở lâu? Hả? Tại sao mà hôm bữa hổng thì sao không ở lâu giữ ngoài? Ở ngoài bằng đêm á hả? Ừ. Bằng đêm á thì lý do thì sao không ở lâu? Ổng bị chay chép một lum đó, rồi chị rửa, chị lau, rồi chị bận đồ vô, rồi chị dặn nói cha đi đâu cho đi, ở đây cha quậy quá quậy, rồi cha tự cho lớp ra, tự cho lớp ra, rồi sáng tới sáng rồi mới ẩm không vô, chứ sợ ổng bị mũi cắn đốt cho mũi vòng cho ổng. Dạ gì ha. Vậy đó là nó quan chị ơi, nó chị là con gái không thương. Rồi theo mà chị một cái, nếu mà chị có một cái ước mơ nào cho chị mà để có số tiền nữa lo cho cha chị không, chị kể cho em và quý vị được biết đây. Chị giờ mà có một bạn giúp đỡ cho chị, đang có số tiền chị lo cho ba chị, chứ có tiền chị đi khám bú, mổ bú, chứ những ước mơ gì hết. Chứ hiện tại là chị nuôi ổng là nó đang kinh tế đang thiếu đúng không? Thiếu, không có tiền của bạn gì hết, không có tiền. Chú ta cũng cho gạo, cho tiền, rồi cho đồ ổng bận, rồi cho tả nữa. Lâu lâu nó lại nó cho. Lâu lâu 5-10 ngày nửa tháng rồi lại nó cho vậy đó. Mà cũng có đủ đâu, có gì đủ gì đâu. Yeah. Lâu lâu nó lại nó cho, mất quá nó cho tô mì hay là vài chục ngàn cho ông uống cà phê, cái rồi có chung thì kinh tế dạo này ai cũng eo hẹp hết. Nói chung thì mình kiếm cái cuộc cái công việc nào mà cho nó ổn định, chứ mình người ta giúp mình cây cần câu mà tự mình đi câu với mình, chứ đâu phải người ta cho mình hoài đâu chị ơi. Theo em đồ là như vậy, bởi vì chị muốn có số tiền chị đặng chị mặn ăn với có tiền đặng chị lo cho ba chị. Số tiền chị lòng vốn á, đặng chị đi mua. Ông ơi, ông ước mơ gì không? Ông có ước cái gì không? Gái đừng chữ nữa không? Hả? Ông có ước mơ cái gì không? Ước mơ không, đang ta giúp đỡ. Hết biết rồi. Hả? Ước mơ tiền đừng có à? Nãy giờ mít không đeo, ông ở ngoài nói chuyện lum quá kìa. Con gái chú đuổi chú ra làm sao? Chú làm cái gì mà con gái chú đuổi chú ra đường vậy? Tối rồi tôi quẹ ngủ không được. Nó quạo lên nó la thôi. Ông quẹ hoài không chơi mà sang ở đi. Vâng. Như vậy đó. Mà con gái chú la lớn không? Cũng nói tiếng hai lớn. Sao đâu? Rồi xong rồi chú ra sân rồi chú ngủ ở ngoài sân luôn hay gì? Ngủ ngoài sân nhưng mà tôi đốt nhang mũi á. Để cái bên. Ở đâu chú có nhang mũi chú đốt? Ở trên nhà thì sớm người ta có nhà đó họ xin. À, là chú ra ngoài đường là bà con người ta xin cho chú nha. Bà con người ta giúp đỡ. À, rồi chú ngủ bao lâu? Thế là tiếng hồ à. Hết vừa hết cho mũi là đầu tôi vô trả vô rồi. Rồi chú cho con hỏi thăm nè, con gái chú đuổi chú ra đường gì rồi chú có khóc không? Tuổi không có khóc. Trời ơi trời. Khóc nha. Rồi chú cho con hỏi thăm nè, con nghe nói con gái chú lấy tiền của chú hả? Coi như lấy hết nhiêu tiền? Mấy chục triệu. Bây giờ hồi đó là 82 á. Ừ. 86 á. Ừ. Tôi làm qua tiền à. Tiền mới vô hống cái gì à. Trời ơi. Cái tôi mới vậy. Thấy là lâu quá rồi. Ừ. Rồi cái
là chú có tiền thì con chú xin tiền chú, rồi chú bệnh là không ai lo. Lúc cái điện thoại của rồi sao chị tôi cho em cho nó đi. Sao chị điện cho điện thoại cho tôi á. Rồi đó phải đi giải lãnh, không biết lãnh được nhiêu. Là lấy tiền của chú trong ngân hàng hết trơn luôn. Lấy hết luôn hả, có chừa cho chú không? Lấy hết rồi trong đó. Có chừa cho chú ngàn nào không? Không. Lấy hết luôn, không chừa luôn. Là con của chú á ha. À, gái của rồi. Tràng ơi, tràng. Rồi chú á, là bây giờ già yếu vậy nè. Rồi con mấy người con trai á, không lo cho chú buồn không? Hồi đó tôi thương con trai lắm chứ, bây giờ tôi giờ tôi ghét à. Là hồi đó là chú thương con trai nhiều hơn con gái. Mà ai nhà bây giờ con trai bỏ chú đi hết rồi. Không ai lo cho chú hết. Có cho chú hộp cơm nào ăn không? Dạ thôi chú, giờ đó giờ rồi bác. Bây giờ nó chịu bác rồi hả? Tràng ơi Tràng. Thưa gì khán giả, Ngôn hơi nói chuyện lớn tiếng á. Vì ông lão á là bị giống như là không nghe rõ. Con vợ đó bị tình nè. Tình thương á. Có đặt con trai con kia như cái gì mà bây giờ địa chỉ ở đó ở cái ba cái chân á. Ba quán cơm nó tên tật hơn qua lại là ghé chú ơi đó. Chú con trai chú đang coi điện thoại nè, chú muốn nói lời gì với con trai mình không? Đâu con trai chú đang coi đó, chú nói đi, chú nói đi con trai chú nghe đó. Ừ, rồi chú nói đi con trai chú nghe đó. Có thật biết cái thật rồi, có hiếu nó nghe lại vợ đi quá à. Bây giờ nè, con trai chú đang xem cái điện thoại của mấy con nè. Rồi chú nói chuyện đi, con trai chú ngồi ở nhà nhưng mà nghe đó. Rồi chú nói đi. Chú muốn gặp mặt đó mà, bây giờ không có gặp mặt nữa. Rồi bây giờ chú muốn nói gì với con trai mình không? Nói đi, con trai mình đang nghe đó. Nói đi, chú nói đi. Có kêu con trai vô lo cho mình gì không? Tiếng ơi, phải gặp cái trò mà giờ tiếng. Tràng ơi Tràng, thưa quý vị khán giả, Ngôn cũng hy vọng rằng chú sẽ hữu duyên á, cái video ngày hôm nay sẽ hữu duyên á, đến được với những người con trai của chú để mà quay trở về mà nuôi cho chú nha quý vị nha. Con trai chú tên Tiến hả? Là Tiến. Sao chú thương con Tiến dữ vậy? Hồi đó là tôi thương trai lắm. Bây giờ trong mình chú còn tiền không? Không còn được một ngàn nữa. Rồi đói bụng rồi sao? Dạ thì Thanh Trúc á, với Ngôn thì bữa nay cũng lại cái hoàn cảnh là hổng ngày nghe nói là cha con gái chứ, con gái ruột của mình đẩy cha mình ra ngoài đường. Thì sự việc thì như thế nào thì Thanh Trúc với Ngôn thì không rõ, nhưng mà mấy anh em chia sẻ một cái hoàn cảnh này đưa lên cho cô chú anh chị ha. Thì thứ nhất á, mấy anh em lại đây nè, cũng có đem theo một cái phần duyên của anh Việt Kiều ở Mỹ gửi cho chị để lo sủa hay là tả gì đó. Cảm ơn mấy anh cộng đồng mạng giúp đỡ cho gia. Cái anh đó là Việt Kiều ở Mỹ hả chị? Cảm ơn anh Việt Kiều ở Mỹ. Dạ thì Thanh Trúc á, với Ngôn thì cũng đã trao một cái phần duyên của anh trai. Thì Thanh Trúc với Ngôn cũng cảm ơn cô chú anh chị đang xem video và hẹn cô chú anh chị một cái video tiếp theo ạ.